Chào các bác, xin mời các bác làm lon bia với em nhé. Một buổi tối khá nhiều tâm trạng. Vì sao các bác? Vì hôm nay đi làm về khá muộn. Cái thứ hai là chắc có thể là do lý do là ngày hôm nay chưa động vào được một cái cây nào cả. Các bác ạ, uống cái đã các bác nhé. Rồi, mời các bạn. Rồi. Còn lại mấy cái nem chua trong tủ chén nốt. Bác ăn uống gì chưa? Muộn lắm là chắc tầm 8 9 giờ rồi. Chưa để ý đồng hồ mệt. Bác làm cá với em nhá. Ồ quên. Hết mất xương ớt. Đấy. Ăn uống tạm bợ thế. Làm ăn bia đi ngủ thôi các bạn. Uống bia lôi cây này vào ngắm. Mới mua được cái này. Hơi hơi tối quá nhỉ. Bác biết cái gì? Cây vối bác nhỉ. Cây vối pha nước uống nhé. Nạm lá hoặc là nụ uống đấy. Vối quê. Đấy thì em mua được thôi chứ chả trồng được. Hôm nay buồn. Cảm giác nó chưa động được một cái cây gì, nó khó chịu, nó quen. Đấy thì lôi con này vào làm lại. Mua về người ta uốn loằng ngoằng đấy kìa. Chưa sửa lại. Thì tiện đây thì ta em sửa luôn cho xem nha. Đấy. Tiện thể làm lon bia với em buổi tối bác nhá. Để giới thiệu sơ sơ một chút về cây này các bác nha. Cái vối, vối rất quái nhá. Đấy. Cái vối. Này, này kia. Cái nem chua này mà so sánh thì bác. Đấy. To hơn nem chua, gốc của nó đây, nó lượn lên đây này. Xong rồi nó bẻ gập xuống đây, chỗ này có rễ đấy nhá, có nhiều rễ ở đây, đây một cái rễ to, rễ to này. Đấy. Xong nó lại lượn lên đây, đấy, xong bắt đầu nó gập quỳ mía lên đây, đấy, tay tán còn non lắm, tay tán còn non lắm, lá thì u tùm. Có thể hạn nước luôn các bạn. Cấu một tí này thơm á. Rất là thơm, mùi rất là thơm. Mùi lại thèm muốn uống lá vối các bạn. Rất là khỏe và sức sống mơn mởn. Thì như này. Đây, nhìn từ trên xuống dưới nó như này. Đấy, nó về xòe này các bạn. Nhưng mà cốt cá nó rất là ok. Bây giờ như này. Người ta uống nó lung tung loằng ngoằng này, nó chả ra gì. Bây giờ như này. Em sẽ này sẽ dễ, nhìn mặt này sẽ dễ. Đấy, mặt này sẽ lấy cái đường lượn này giật ra phía bên bên này, không để nó hồi cái cả cái cành to này về gốc, nó sẽ che mất cái thân này vì cây nó bé, nó lùn có bao nhiêu này mà cái lá nó to. Đấy thì sẽ giật cái ngọn về đây là một cái đại loại là sẽ đưa cái ngọn nó về đây để làm một cái tán bay ở đây bay chứ không giật cái khác, giật cái một tay nhỏ hơn về hô gấp. Bây giờ làm lại các bác nhé. Rồi các bác sẽ hình dung nha. Lá mà em biết phác thảo thì nó hay hơn. Đấy thì hình dung sơ sơ là nó sẽ như thế, chứ không để cái dáng giật ngọn là quay về đây như này hồi đầu này, nó không hợp lý. Đấy, các bác nhìn cái chỗ này như này sẽ đùa ra ngoài này thì hợp lý hơn. Các bác nhá, làm cái bìa đấy. Mời cả nhà bác nhá, xin phép là hơi bỗ bã ăn uống tí nhưng mà em thế mà giờ ăn nghiện, không uống được nhiều đâu, đôi lon thôi nhưng mà tối nào uống. À, bác nhá.
Đầu tiên thì cứ bỏ lá đi cho nó đỡ vương các bác nhỉ. Tí nữa làm mắm nước các bác anh em mình uống nhé. Kéo luôn. Kéo tỉa lá đi, không phải cái này đâu nhé. Em có cái tỉa lá. Rồi. Để tí cho nó xanh xanh nha. Đấy, đêm hôm làm cây này buồn cười không? Thơm nhé. Ngon chưa các bác? Phê chưa? Nhìn thấy ok không? Gần gần tí. Đấy. Làm cái bia còn mấy cái nệm chùa. Đây một dài không bác? Để chín với các bác nhé. Đừng cười mà đừng trừ vào than dở nhá. Nhiều khi nghệ thuật nó cũng thành người điên điên. Mỗi lần mình chơi nát uống một ít. Ngắm suy nghĩ luôn. Vậy đẹp. Cốt cho gì? Con này lấy lại sợi dây to. Hôm nay tí nữa ăn nước cả làng uống. Tôi uống sẵn rồi, mình không muốn chưa muốn gỡ ra.
Đoạn này hơi ngắn. Ái chà, cứng đấy. Sai sai gì thôi nhỉ? Sao? À, chưa bể được đâu nhỉ? Bể nữa. Chưa đây này. Thank you.
ở cái đoạn này đi. Cần thêm những cái mầm ở đây. Cá vẫn còn hồi ức về nguồn cội. Nhưng nó còn hơi nhỏ.
không được như mong muốn các bác nhỉ. Đây các bạn, không được như mong muốn lắm nhỉ, nhưng mà cũng tạm được vì nó còn non quá, cành nó chưa già, non lắm, rất non, non lắm. Ngoài nghèo này mình cũng chưa thoát được cái ấy, nhưng mà nói chung là mình đã bẻ được cái đoạn này cho nó nghệ thuật hơn tí. Đây tán thì nó còn non quá, chưa ăn thua gì. Đấy, cái này sau thì phải ra những cái mầm ở đây. Đây, những cái rễ nhánh ở đây. Đấy. Nói chung là mình phải chỉnh sửa nhiều, nhưng mà cơ bản là sẽ theo cái hình dáng như này. Đó. Hơi thất vọng tí các bạn nhỉ. Nhìn cũng tạm được đấy các bác, không có đến nỗi đâu. Lúc đầu em vẫn định là làm như này, chia bông ở đây, những cái rễ nhánh ở đây, một tán ở đây, những cái tán bay như này, và cái này xuống đây, có một cái ngọn ở đây thì là một cái tam giác nhỏ nhỏ ở đây này. Nhưng hiện tại nó đang có cái cành này nó bay, còn phải nuôi thêm cái này, cái này còn nhỏ quá, cái này nó không mạnh nhé. Đấy, thì tạm thời bây giờ là để như này, tạm thời để như này, chứ sau lớn là sẽ tính tiếp đâu ạ. Đó, xin lỗi là phiền các bác đêm hôm nhá, cảm ơn các bác, em đi làm bằng miệng đây.